Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới đang giảm sút do giá dầu suy giảm, cũng như tình hình thực tế nội lực đang gặp phải không ít khó khăn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN vẫn đang nỗ lực hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được chính phủ giao. Trong đó, vấn đề đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững ở thời điểm này là một mấu chốt quan trọng để quyết định mọi thành công. Ngày 23 tháng 7 năm 2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41 NQTU và ngày 14 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1748 QĐ-TTG phê duyệt chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam với mục tiêu tổng quát là phát triển ngành dầu khí thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, then chốt, hoàn chỉnh, đồng bộ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành dầu khí, v.v. Chính vì vậy mà trong giai đoạn đầy thách thức này, toàn tập đoàn vẫn chung sức đồng lòng giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đi đến đâu, trên khắp công trường hay các nhà máy. Hình ảnh những con người dầu khí vẫn hăng say lao động sản xuất, nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho ngành, cho đất nước. Với những nỗ lực và quyết tâm vượt khó hơn bao giờ hết. Sau 6 năm làm việc tại công ty thì tôi đã đóng góp 8 sáng kiến kỹ thuật cho công ty. Trong 8 sáng kiến đó thì tôi tâm đắc đối với sáng kiến là giải pháp tối ưu hóa cục bộ hệ thống lửa công nghệ tại các cơ sở. Sáng kiến này được Hội đồng Khoa học Công nghệ tổng công ty đánh giá cao. Giờ nó đã góp phần làm lợi hơn 3 tỷ đồng chi phí bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống lửa công nghệ tại nhà máy xử lý khí Dinh Phố. Đã đảng ủy nhà máy có chỉ đạo và đoàn thanh niên là cái lực lượng trẻ có trí thức và có nhiệt huyết cũng như có đủ cái năng lực và thời gian để họ viết lên cái sổ tay vận hành và sổ tay bảo dưỡng. Thì từ cái ý tưởng đó thì giúp cho người đi sau vừa mới vào nhà máy hoặc là đã làm việc ở nhà máy ở cái môi trường khác được điều động đến một cái công việc khác đi thì họ xem lại cái sổ tay vận hành đấy thì họ hiểu được cái quy trình đào tạo nội bộ và giúp cho họ là thao tác được nhanh hơn. Tại công ty điện lực dầu khí Nhơn Trạch, công đoàn công ty thường xuyên chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo tâm lý tốt cho người lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2017, nhà máy điện Nhân Trạch 1 vận hành ổn định và an toàn bằng nhiên liệu khí và dầu DO. Sản lượng điện thương mại 9 tháng đầu năm ước đạt 2,4 triệu kWh, bằng 102% so với kế hoạch. Khối lượng khí tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt trên 472 triệu mét khối, bằng 105% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 3.516,1 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm 2017. Công ty cũng đề ra các cái biện pháp, thứ nhất là cũng tiết giảm tối đa các chi phí để đảm bảo cái mục tiêu là sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Thì song song đó thì cũng quán triệt đến các cán bộ công nhân viên cái việc tiết kiệm. Cũng ngay tại thời điểm khó khăn này, chương trình 5S của công ty chế biến khí Vũng Tàu KVT đang được triển khai mạnh mẽ nhất. Nhận thấy chương trình 5S gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng, dễ hiểu đối với mọi người, dễ thực hiện và ít tốn kém nhưng thu được hiệu quả lớn. Nên ngay từ đầu năm 2016, KVT đã triển khai áp dụng tại trụ sở văn phòng công ty và các cơ sở sản xuất như nhà máy xử lý khí Dinh Cố, kho cảng PV Gas Vũng Tàu. Chương trình nhận được sự ủng hộ và tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên, từ cấp lãnh đạo đến người lao động, với mục tiêu tạo môi trường làm việc lành mạnh, sạch đẹp, gọn gàng và tiện lợi hơn. Chúng tôi tập trung vào 3 cái giải pháp, đó là con người, thứ hai là hệ thống quản lý, thứ ba là xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tăng cái sức cạnh tranh để công ty phát triển bền vững trong một thời gian dài. Thì 5S thì cũng là một trong những cái giải pháp liên quan đến quản trị để làm sao với những cái tiêu chí là tăng cái năng suất lao động, làm cho cái môi trường làm việc chúng ta nó tốt hơn. Có thể thấy đi đến đâu cũng có thể bắt gặp và cảm nhận được người lao động dầu khí vẫn đã và tiếp tục hăng say làm việc, ngày đêm cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành và cho đất nước. Những khó khăn của ngành dầu khí có thể tác động đến tâm tư tình cảm, nhưng ý chí của người lao động vẫn luôn vững vàng. Có thể nói niềm tin và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành, cũng như kỳ vọng của nhân dân đối với vai trò, vị trí của PVN là những động lực quan trọng
để người lao động dầu khí vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.